Năm 2023, ước thu cân đối ngân sách đạt dự toán là hơn 1,62 triệu tỷ đồng. Bộ chi ngân sách ước bằng 4% GDP. Ngoài bộ chi, các chỉ tiêu an toàn nợ công đảm bảo ngưỡng được Quốc hội quyết định. Cụ thể, đến cuối năm nay, nợ công khoảng 39-40% GDP, nợ chính phủ từ 36-37% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia là 37-38% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ khoảng từ 20-21% tổng thu ngân sách, trả nợ nước ngoài của quốc gia khoảng từ 7-8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, đảm bảo trong giới hạn quốc hội cho phép.